quá trời, có nhiều con đẹp quá. Cái con đâu bự, đúng là bảy mà. Nước nhiều nó mới đều ra, nó mới đẹp nè. Cá trống nhiều, nhiều con đẹp quá, đẹp thấy mà mê. Này là cá bảy màu con, cũng bự bự trọng trọng hết rồi. Đi chơi này ba tháng tuổi rồi. Con cá kia là một sự xanh đẹp quá. Vì là con cá trống mất đơn hội này. Giống một tía, nó tía nó cất ngắt rồi. Để xong rồi chết rồi. Con nào da dứt là được 2 năm rồi. Wow, con này đẹp quá. Đây là những con cá đẹp. Đây là chục con. Nó đời này. Đẹp thì là quý trọng, được nâng niu, được trang đầy đủ. Cũng như trứng trứng vậy, cũng như trứng hoa vậy, không? Có cái con này mà rất là đẹp. Nó thì được, mà cũng là hồi nhiên. Mỗi đứa là khác nhau. Hai chữ này mà nó mỗi đứa là đẹp, nó là trắng. Mấy bài trước mình nó đưa ra mình biết rồi. Từ này thì sẽ không nghĩ mà. Còn từ này thì làm rất là đẹp. Thì con này làm nữa. Con này làm. Con này lớn lên thì làm đẹp lắm. Còn con này xanh. Còn lá nữa luôn. Mới nhất con này. Nó bên đó là nó đá rồi, nó rất tinh, rất kỳ, rất lâm, rất nguy hiểm nè. Anh dữ nè. Gớm à. Nó nè. Để mà vui. Thank you.
go fit down, lên coi. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con, còn 2 con nữa đâu. Kiểm quần coi, con trắng đâu. Em bỏ xuống cái con gô đất nó xây qua xây lại, cái nó quất hết mẹ nó rồi. Cho thêm nấm nữa cho con cá chiếu hồng quang nè. Ngon lành. Mấy con cá goldfish ăn thấy thương lắm, nút rồi nhả ra, nút rồi nhả ra. Đây nè, bầy cá khôi này mới nở được 3 ngày nè. Không biết nhiều con luôn, hay là không cách nào tính được. Một thùng này mà mình có 5 thùng như vậy nè. Thùng này hơn nửa thước luôn. Đó, bên đó một thùng, bên đây một thùng gần nè. Nó bị ánh nắng nó chiếu nhưng mà nhìn cũng có thể thấy được nè. Ngốc luôn. Không biết bao nhiêu con nè, 100.000 con thì không biết được. Mà mình bày trước đó mình không biết cách nó chết hết trơn. Còn có 4-5 con. Còn bày này đó thì mình dùng cái thùng này nè. Thùng này khoảng trước treo từ vô cho nó nhìn rất luôn nè. Từ vô cho nó nhìn rất luôn. Đó, người này thì phải nước đầy vô. Xong rồi mình có một cái lọc. Cái lọc xong rồi mình dùng ống này để có chút cận ra. Thì có một cái e thông rồi. Hy vọng là vì cá này nó sẽ sống được tốt. Tại vì nó hồi trước nó cũng khá rất là đông. Mình bước ra chết hết trơn luôn. Tại vì mình biết luôn. Giờ bây giờ mình nuôi xuống tim này. Thì bây giờ đây. Đó. Còn mấy em này, thấy ghê không? Khó cá bộ là nhóc luôn. Hồ này được mấy tháng rồi? 3-4 tháng không em? Nóng rồi mình mới đi mà. Về đâu chừng mười mấy con thôi mà giờ nhóc luôn. Anh có quay rồi, lúc mới về anh có quay. Mà lúc đó quay không đẹp cả, chỉ có cá. Mấy con rồi, giờ mới ra. Đầy nhóc luôn, rõ cái bu rồi. Cơ bằng gà mái đĩa mình hơn là con chuột nữa. Wow, trời, cái cưng.